Khẳng định. À, điểm cho Việt Nam. Chiến thắng ở game 2, một điểm nữa thôi. Set point. Người phát huy tốt nhất. Nỗ lực tiếp theo của Việt Nam. Và giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là phải giành chiến thắng. Hiện tại là Hữu Phan. Việt Nam sẽ xin hội ý. Điểm số cho Việt Nam. Một điểm số mang tính chất quan trọng khi chúng ta đã để thua quá nhiều điểm ở những cuộc bóng gần đây. Cú đập là của Dương Văn Tiền. Đó là quyền quyết định khiếu nại không thành công của Indonesia.
quả từ Indonesia. Ivan Lumoki không chỉ tấn công, anh cũng lập được phân lập hàng rào cũng đến được rất hiệu quả. Thế cái sao? Chúng ta thay người. Làm tăng này nó có trở lại của số 5 Nguyễn Văn Quốc Duy. Thế chật quá ngay bóng ngoài tật số 11 cho Indonesia. Một người mang không biết làm mất cái gì nào vậy, vì cái tiêu sợ khó anh để nó qua là cái tay là chúng ta sẽ chia sẻ 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 chia vua là người tôi sẽ làm con nào tôi nên không biết mình đâu vào đã sập cửa ác mộng của đội tuyển Việt Nam. Canada du phi sẽ là người chuyển của phát bóng này bóng ngoài nhà trò đội tôi cái này nó cái mà mang ăn cái mình này nó sọt chùa cái đó cái nào vậy Manganang ya kutuk ya. Ya jadi lanang. Ini jadi lanang. Ini lu orang yang tadi ya. Lu tuh nak kulan. Kita kita air terus kok, mulai terus ni. Wow, buat apa tu? Kita nak kau tu tu lepas kau kau. Orang kaya ni. Ba beri. Jangan apa ngan terus. Tiap tu thay người. Untuk betulnya mobil lu ya. Ada cuman. Tỷ số cho Việt Nam 8-13. À, tốn hết rồi. À, bắt đầu. Điểm cho chúng ta. Ừ. Cứ bỏ nhỏ lỗi của Indonesia. Cái trường chỉ còn là 4 điểm. Được rồi. Ô, ra gần mẹ. Thì đây là làm cho nghĩ rằng là người làm bắt xe. Mà anh mang lại tiền, có cái thông báo xong truyền mà năng lạc. Số 14 đúng là cái tên Vivan Kumuki. Đúng rồi. Đó là Dori Hariodo. Chuyển bóng với thứ 3 gương mặt rất quen thuộc. Ừ, nghĩa là cứu
Bayern. Sự đa dạng trong những pha đá bóng vẫn đang khiến cho Borussia chơi thành công. Liên tục chuyển thủ công. Này lại là vào hàng Halim. Tuh ya dikalah kayak boleh turun turun bu. Bóng ngoài như đã chạm rào của Indo hay chưa? Vậy là bóng không chạm vào chắn của Indonesia. Wah, lỗi. Ủa lỗi, tôi lỗi. Số 18 chưa có tiền. Chụp. Áo chân nắm nó có lấy ra phút. Vậy. Như thế lo cái mà sao cái nào không ạ? Bực bực chán rồi ra mộ. Quá là hệ quả sao? Điểm số dành cho Việt Nam nhưng cầu thủ của chúng ta đang bị đau. Quay trở lại kia này. Nó có vẻ như là Cú Văn Hoàn. Nó chấn thương ở vùng cổ chân. À, tuột. Muốn ai cũng được. Nó là cái tọc này. Lo mau pakai? Wah, saya ok. Ah, empat dino. Tahu? Oh, nak kan? Nak kan? Salah tiput ya. Nah, tiput lah. Tiput không chủ động, tới lượt cổ chân. Deploy, deploy. Citra Corona. Chúng tôi cũng quay người, chúng ta cũng quay người. Vì là quốc gia vào sân với chúng tôi. Nhà đây, nhà đây. Bahkan untuk dan macam dan cho Việt Nam 11-18. Tất cả anh đi ăn rồi. Chắc cũng đi qua nhưng kể cả trong trường hợp nếu như Việt Nam chỉ có tấm huy chương vàng thì đó cũng là một thành tích đáng để tự hào của quốc gia Việt Nam. Chúng ta đã gặp phải Thái Lan, của cách đây 3 năm thì trên đất Philippines từ một trận nào Việt Nam và thậm chí thua cả Campuchia và chỉ thứ năm. Chậu phá bộ sẽ không thể đến. Còn chắc 10 luôn này. Trong vánh như vậy. Nên, 10 ngon. Tiến bộ.
Berarti lu kogal ya. Các cầu thủ chúng ta vẫn đang kiên trì để bám đuổi. Mấy cái anh mấy thứ cái anh để làm bảo mình phải tự có lòng lo sợ ai làm mà làm mất trộm kan di mana ya? Yo, apa yang aku baca? Indonesia. Kandi, mana kau apa? Kandi. Ini lawan Kamboja. Điểm số để giành tấm huy chương vàng dành cho Indonesia. Bóng ngoài. Tôi đã vào tận mắt nhìn một pop up lớn. Đây là một giải đấu mà Indonesia có phong độ hủy diệt. Họ đã có một chiến thắng hủy diệt trong trận chung kết 3-0 trước đội tuyển bóng chuyền nam. Mà mang support support. Tuy nhiên với chúng ta thì không có gì phải buồn. Rồi rõ ràng sự tiến bộ đã được thể hiện. Rồi các cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam. Từ vị trí thứ 5 rồi đã ký SEA Games trước. Chúng ta giờ đã có được tấm huy chương vàng. Và cũng đã đánh bại được Thái Lan, một đội bóng rất mạnh ở tại bán kết. Đây là bán qua lượt sân Bangkok. Còn rất nhiều hành trình ở phía trước dành cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sự nỗ lực. Đấy là toàn đúng không ạ? Còn với Indonesia họ xứng đáng giành vàng.
dua tiga ini ya empang enak ini mau ya ini bukan baru 17 giờ Lo kena blok ini Lo kena blok ini Lo kena blok ini